đi đến thành phố nơi sinh ra chiếc bánh pizza nổi tiếng nhất thế giới. Đó, các bạn đoán thì các bạn mơ xem coi đó là thành phố nào nha. Thành phố mà nơi chiếc bánh pizza được sinh ra, ok. Đó, mình ở thành phố biển một tuần rồi, bây giờ mình sẽ đi ra thành phố đó, hay mình đã ngồi trên xe lửa nè. Ngồi trên xe lửa phải đeo khẩu trang phải nhớ. Đến nơi rồi các bạn ơi, đến rồi nha. Ngồi xe lửa từ cái thành phố biển mình đi cho đến Napoli đó là khoảng 1 tiếng rưỡi. Đó, đến nơi. Sì. Mọi người đã đến rồi. Hai vợ chồng đã đến xe lửa đó, nhà ga xe lửa Napoli đó các bạn. Toàn cảnh trung tâm nhà ga Napoli. Toàn cảnh trung tâm nhà ga nha các bạn. Trung tâm nhà ga lớn nhất của Napoli. Đây là nhà ga trung tâm của thành phố Napoli. À, bà Italia bị ai chị? Qua là vui, kiểu kì. Vui để tôi tổ nèo rồi ra đi. Tende cade. Mamma mia, qui ho fatto svegliare tutto. Mình giới thiệu với các bạn, đây là nhà ga xe tàu điện ngầm á, của Napoli á, rất là đẹp luôn, nhà ga trung tâm tàu điện ngầm nha, đi vòng quanh thành phố Napoli. Già đi qua da. Bellissima. Chồng mình thôi. Bây giờ mình sẽ đi lên mình thăm nhà thờ Chánh Tòa nha. Napoli, ok. Andiamo. Qua đây là diễn tích Duomo nè. Đây là ga nhà thờ Chánh Tòa nha các bạn. Ga xe điện, tàu điện ngầm dừng lại nhà thờ Chánh Tòa nè. Ok, Gianni, andiamo. Đó, bây giờ mình sẽ đi lên mình tham quan tòa tàu Chánh Tòa nha. Nhà thờ Chánh Tòa nha. Wow, đẹp quá à các bạn ơi. Metropolitan của Napoli rất là đẹp luôn các bạn. Nhà ga đó, nhà ga tàu điện ngầm đó ha. Đây nè, đẹp chưa? Mới tinh luôn. Kể bé là quá đó. Tutto particolare. Bây giờ đi thang máy lên nè. Đang ở dưới tàu điện ngầm á của Napoli đó các bạn, tàu điện ngầm nha, đang chờ tàu tới đó, tàu điện ngầm. Vali kìa. Yeah.
vieni qua. Mời các bạn cùng chiêm ngắm vương cung thánh đường Đức Mẹ Hồn Xác lên trời ở trung tâm thành phố Napoli. Đây là cổng chính để đi vào bên trong vương cung thánh đường. Vương cung thánh đường được xây dựng từ thế kỷ 13. Vương cung thánh đường Đức Mẹ Hồn Xác lên trời có một phép lạ rất là đặc biệt. Đó là phép lạ máu hóa lỏng của một vị thánh có tên tiếng Ý là Gennaro, là thánh quan thầy của thành phố Napoli đó các bạn. Ngài là giám mục của thành phố. Vào thế kỷ thứ 3 đó, Ngài đã tự đạo trong cuộc bắt hại của hoàng đế. Xương và máu của Ngài được kính trong nhà thờ chính tòa Napoli. Máu thánh nhân hóa lỏng ít nhất 3 lần mỗi năm, vào ngày lễ kính thánh nhân là ngày 19 tháng 9 nè, rồi đến ngày thứ bảy hoặc là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 5, và ngày cuối cùng là ngày 16 tháng 2 là ngày kỷ niệm ngọn núi lửa Vesuvius ở thành phố Napoli á, bị phun trào đó. Mình nói sơ qua ngọn núi lửa đó, khi mà ngọn núi lửa phun trào đó là tiêu diệt á, tất cả các thành phố ở xung quanh ngọn núi lửa đó luôn đó các bạn. Vào gần đây nhất là phép lạ đã xảy ra trong khi thành phố Napoli bị phong tỏa vì đại dịch Covid vào ngày 2 tháng 5 năm 2020 đó các bạn. Khi phép lạ xảy ra, khối máu khô có màu đỏ ở một mặt của bình đựng thánh tích trở thành chất lỏng bao phủ gần như toàn bộ mặt kính. Đây là trung tâm thành phố của Napoli. Mình rất là tiếc vì mình không có thời gian nhiều, vì mình đến thành phố Napoli có nửa ngày thôi. Thành phố rất là rộng lớn và đẹp. Đây là hình của vị thánh Gennaro đó các bạn. Ở khắp nơi trong thành phố của Napoli nha, họ để hình của ngài đó. Vị thánh này mình đã giới thiệu với các bạn lúc nãy ở trong nhà thờ chánh tòa đó. Mình rất là tiếc vì mình ở Napoli có một ngày thôi các bạn, nên mình đã không có quay được hết tất cả các cảnh đẹp của Napoli nha. Napoli là thành phố cảng biển rất là đẹp luôn. Mình rất là tiếc ha, hy vọng mình có dịp mình sẽ quay trở lại Napoli và quay phim cho các bạn xem ha. Bây giờ mình cả nhà đi ăn tối. Ăn pizza gì đây các bạn ơi? Có kép đấy. Chỉ đem món nước kia cho. No, ha detto che fuori è tutto prenotato. Ah sì? Ma no. No, secondo me c'è qualche cosa, c'è qualche festa tipo. Anh bạn người Ý này nói là pizza chỗ này ngon lắm, nên hôm nay pizza. Anh bảo là xem pizza ngon thế nào. Mình cũng thích ăn pizza lắm các bạn ơi. Ce la dividiamo. Prendi la diavola. È così tu. Dove si fa? No, bene, pensami un po' meno, no? Via, madonna. Trời ơi, cái ông bà người Ý này, trời ơi, ông tếu lắm các bạn ơi, ông vui ghê luôn, ông nói mà nhiều khi mình cười sặc sụa luôn á. Trời ơi, mấy ông này nói chuyện đó các bạn, mình cười quá. Gianni, chin chin, đại số, chin chin, chin chin. Chin chin, ok. Pensa a quello.
La sua è cilentana. Cilentana. Ah. Ok, Gianni, e questo? Questo si chiama delizioso. Deliziosa. Com'è? Đấy, các bạn thấy không? Ăn bánh pizza mà ăn không là không có cái gì nữa, có phô mai thôi. Đó, delizioso. Speriamo. Però non l'avete giunto un buon istante. E assaggiala, magari è buono. No, ma se me ne accorgo da Roma. Gianni, che buono, Gianni. Certo, buonissima. Sì, no, ma lei già ha fatto pizza buona. Dico, è buonissima pizza, non lo so, la legge. Oh, come una pizza hải sản, các bạn ơi, trời ơi, pizza hải sản, mình đi đâu mình cũng món này hết trơn đó. Đúng là người Việt Nam thích ăn hải sản ha. Però per mangiare. Vabbè, lei è su passione. No, vabbè. Comunque, Renato, prima lo facevano... Cosa mangi, bella? Pizza, frutti di mare, pizza hải sản, các bạn ơi, ngon lắm. Che bella, vederla è molto bella. Sì, è. Ngon quá. Anche con la pasta. Ma lo sai come si chiama questo locale? No. Non mi ricordo neanche io come si chiama questo locale. Si chiama. Ti compare. Ti mangi la tua. Questo c'ha. No. Cosa c'ha? Cosa c'è? Vitamine. Gianni. Colesterolo. Gianni. Io no. Hai detto poco. Đang nói chuyện trời nói dai luôn các bạn ơi.